Chào các bạn đã quay trở lại với channel của Đại lý Phụ Kiện. Hôm nay Đại lý Phụ Kiện gửi đến các bạn đó chính là một chiếc adapter cho máy scan Epson có thông số điện áp là 15,2V 1.2A, hàng chính hãng, bảo hành 1 năm tại Đại lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. Các bạn có thể tham khảo chi tiết website www.đạilyphukien.com.vn để biết về thêm thông tin về sản phẩm. Sản phẩm có model A181E. Để hạn chế được các hư hỏng cũng như là cháy nổ, tiết kiệm chi phí an toàn cho người dùng. Mỗi khi cần thay thế chiếc nguồn cho các dòng máy scan như tất cả các thiết bị điện tử, các bạn hãy nên chọn lựa chính xác sản phẩm do hãng cung cấp tại Đại lý Phụ Kiện số 72 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc gọi cho tôi số hotline 0944 730 440, sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Đây là dòng sản phẩm được hãng Epson sản xuất. Các bạn nhìn thấy đây là chân kim cũng như các thông số được ghi rất chi tiết và rõ ràng trên sản phẩm. Hãy trải nghiệm sản phẩm tại Đại lý Phụ Kiện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.